Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung. Hôm nay Nguyễn Trung chia sẻ với anh em về một cái cách để mà kiểm tra cái hệ thống âm thanh của mình, xem nó có đáp ứng đủ các dải tần hay chưa và chúng ta đã set up đúng hay chưa. Thì đầu tiên để mà hỗ trợ chúng ta trong cái công việc kiểm tra đó thì chúng ta cần tải một cái app. Thì anh em nhìn trên màn hình đây, chúng ta vô cái App Store và chúng ta nhấn cái chữ MobiTool. Đây, cái đầu tiên thì Nguyễn Trung đã tải về rồi. Thì của nó là MobiTool by Audio Control. Thì sau khi tải về, anh em mở nó lên. Đây, sau khi mở nó lên thì nó sẽ hiển thị màn hình như thế này. Thì chúng ta chọn vô cái số 2 này đi cho nó dễ nha. Rồi để test xem cái hệ thống âm thanh của mình có đáp ứng đủ các dải tần từ 20 Hz cho đến 20 kHz hay không, thì Nguyễn Trung sẽ phát nó trên nhạc, chơi nhạc số bằng Roon, và cái album để test đó là Forcan Tool CD. Đầu tiên, một cái vấn đề tưởng như là đơn giản nhưng mà nhiều anh em đã bỏ qua một cái vấn đề này, đó là chúng ta test cái loa trái và loa phải xem nó đã được đặt đúng vị trí chưa. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta xem coi cái độ cân bằng của loa trái và loa phải nó đã cân bằng nhau chưa. Thì đó là cái bài đầu tiên này. Thì anh em cũng để ý khi mà nó phát ra âm thanh là left channel á, tức là bên tay trái á, thì khi mà cái tiếng xì chúng ta sẽ nhìn trên cái từng số decibel ở trên đây, chúng ta xem coi cái độ cao nhất của nó là bao nhiêu, thì một hồi bên phải thì chúng ta cũng nhìn bên đó để chúng ta xem coi hai loa của chúng ta có cân bằng hay không. Bởi vì cái loa trái loa phải phải đặt đúng vị trí, thì có những cái bài nhạc, đa phần những cái bài nhạc thì những người mà người ta hòa âm phối khí á, thì người ta muốn cái âm thanh đến tai người nghe thì người ta đã sắp đặt trước, đó là ví dụ như là cây guitar nằm ở bên trái, cây guitar bass nằm ở bên phải, cái ọt nằm ở giữa hay như thế nào đó vân vân. Thì khi chúng ta đặt đúng cái vị trí loa thì cái bản nhạc chúng ta thưởng thức thì nó mới dễ đi vào lòng người hơn. Rồi, giờ đầu tiên chúng ta test hai kênh bên trái và bên phải trước nha anh em nha. Canal gauche, left channel. Canal droit, right channel. Rồi, sau khi test cái kênh bên trái, kênh bên phải thì bây giờ nó sẽ có nhiều cái test lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào sẵn vào phần chính luôn đi nha. Tức là chúng ta sẽ test từ cái dải tần 20 Hz cho đến 20 kHz. Thì anh em sẽ nhìn thấy ở bên đây khi mà cái mũ của nó lên cao như thế nào, tức là nó đang hiển thị cái dải tần ở đó. Cái chỉ số từ dưới đây lên đó là cái decibel, tức là cái độ to nhỏ. Còn ở dưới đây là từ 19 Hz nè, chạy dài lên tới đây nè, ở đây là 16 kHz nè, và hơn nữa. Rồi bây giờ mình nhìn thì mình sẽ nhìn tương ứng ở bên đây nó phát bao nhiêu Hz, thì bên đây nó sẽ nhận tín hiệu bấy nhiêu nha anh em nha. Rồi bây giờ mời anh em cùng xem nha.
Rồi, vậy là chúng ta đã test cái dải từ 20 hạt cho đến 20 kg hạt. Cái đó là chúng ta test từng dải. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đây, chúng ta sẽ test từ 20 cho đến 160 thì nó sẽ chạy, cái sóng nó sẽ chạy theo cái biểu thị đồ, cái đồ thị này. Đây, anh em xem nha. Rồi, đây là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần set up và kiểm tra xem cái hệ thống âm thanh của mình nó có đáp ứng đủ các cái dải tần hay chưa. Thì đây chỉ là nếu như sau khi chúng ta test xong cái bài test này và chúng ta cảm thấy được rằng cái hệ thống âm thanh của mình nó đã đáp ứng đủ các dải tần ở đây, đủ các dải tần mà trong cái đĩa CD này nó phát ra, thì tức là chúng ta đã đi được 3 phần tư cái quãng đường để mà có một cái hệ thống âm thanh trung thực. Và ở một cái bài test tiếp theo thì độ khó của nó sẽ hơn cái bài test này một tí nữa. Và Nguyễn Trung cũng xin nói luôn với anh em rằng tất cả những gì mà Nguyễn Trung chia sẻ với anh em đây đó là những cái phần mềm, cái app, nó chỉ là nghiệp dư thôi, nó không phải là chuyên nghiệp đâu. Cho nên nếu có điều kiện thì anh em nên mời những cái chuyên gia, những người mà họ có những cái thiết bị chuyên dụng thì họ đo thì cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Còn cái này là mình để chia sẻ cho, để anh em với tính chất đó là tham khảo biết về cái hệ thống âm thanh của mình nó đang ở cái tình trạng nào, và đặc biệt là set up cái loa trái loa phải cho nó đúng và nó cân bằng với nhau. Rồi, Nguyễn Trung xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong cái video clip tiếp theo.